Ra mắt vào đúng giao thừa năm mới, sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng MTP ngay lập tức trở thành bản hit của năm 2017. Sau 4 ngày ra mắt, MV Lạc Trôi thu hút 12 triệu lượt xem trên YouTube. Cùng với làn sóng hâm mộ cũng như ném đá cuồng nhiệt của mạng xã hội. Rất may cho ekip sản xuất là Lạc Trôi không được dân mạng mổ xẻ hay lập luận nghi án đạo nhạc. Tuy nhiên, ca khúc mới của Sơn Tùng rõ ràng là kém hấp dẫn hơn những bản âm nhạc trước đây của chính anh. Bài hát không có những câu điệp khúc bắt tai, dễ nhớ, giai điệu cũng không thuộc hàng xuất sắc như những hit trước đây. Chưa kể phần ca từ và cách hát của trong ca khúc này cũng kém hấp dẫn hơn trước. Tuy vậy, bài hát của Sơn Tùng vẫn hot. Anh tự phá kỷ lục do chính mình lập ra trước đó với hit Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Trong 24 tiếng đầu tiên, MV Lạc Trôi đã đạt hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube. Và chỉ mất 4 ngày, sản phẩm này đã đạt 12 triệu lượt xem. Có lẽ không phải Sơn Tùng MTP thì khó có nghệ sĩ nào của V-pop làm được điều này. Đã hơn 4 năm bước chân vào làng giải trí Việt, nhưng Sơn Tùng luôn là hiện tượng, luôn là giữ được sức nóng của chính mình. Khán giả từng yêu thích Sơn Tùng với Cơn Mưa Ngang Qua, Em Của Ngày Hôm Qua bởi giai điệu bắt tai, điệp khúc dễ nhớ thì hôm nay họ lại thích một cách khác. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, cái gì liên quan đến Sơn Tùng đều thuộc dạng phải thưởng thức. Mặc cho người nghe nhạc không thích hay có phần ồn ào, nhưng Sơn Tùng lại có sự ồn ào riêng của chính mình. Anh giống như một thỏi nam châm hút sự quan tâm của công chúng. MV Lạc Trôi trở thành hiện tượng đúng như sự ồn ào mà nó phải thế. Trên kênh YouTube, có không ít người hâm mộ, hô hào, nghe để tăng lượt xem. Người dùng mạng xã hội không ngừng chia sẻ đường dẫn MV này. Kèm theo đó là những bình luận trái chiều, tất cả chỉ làm cho bài hát trở nên nổi tiếng. Lạc Trôi có thể không phải là bài hát xuất sắc, nhưng MV của nó lại khiến người ta buộc phải chú ý. Có thể nói, bài hát gây hit cũng bởi sản phẩm hình ảnh. Với những điểm đáng bàn, video ca nhạc Lạc Trôi được làm theo phong cách cổ trang. Trước hết, nó khiến khán giả cảm thấy lạ lẫm so với các video ca nhạc trước đây của Sơn Tùng. Sau đó, chính là sự under với ekip thực hiện. Phần trang phục có sự cộng tác với nhà thiết kế Võ Công Khanh và đạo diễn mắt tay Đinh Hà Uyên Thư. Vì thế, từ trang phục, đạo cụ cho đến bối cảnh quay đều bắt mắt. Phải thừa nhận là MV này có những cảnh quay rất màu sắc và có đầu tư. Sơn Tùng tự nhận MV mang phong cách cổ trang nhưng có sự kết hợp với yếu tố hiện đại. Trang phục hiện đại như áo len cổ lọ hay giày sneaker trở thành chi tiết khiến công chúng phải chú ý. MV buộc người ta phải nhắc đến những chi tiết giống đây đó trong các MV khác, trong các phim hoạt hình. Sơn Tùng và ekip đã đánh trúng thị hiếu của khán giả đại chúng ngày nay. Họ không chỉ nghe nhạc mà còn được xem video ca nhạc đậm chất giải trí. MV Lạc Trôi thỏa mãn sự chờ đợi và tò mò của khán giả, đặc biệt là sự hâm mộ của Sơn Tùng MTP. Với phần khán giả còn lại, nó khiến họ quan tâm và bàn tán. Nhiều nghệ sĩ trẻ trên thế giới cũng nổi tiếng theo phong cách này, trong đó có cả những cái tên như Lady Gaga của Mỹ, Pacey của Hàn Quốc. Cách đây một năm, trong những ngày qua, sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng MTP được khán giả mổ xẻ ở nhiều khía cạnh, bao gồm cả những chi tiết phi logic và hài hước. Đó cũng là môi trường tốt để một sản phẩm hình ảnh trong lĩnh vực âm nhạc sống tốt trên mạng Internet. Trong ngành công nghiệp giải trí hiện nay, một sản phẩm còn hot chừng nào khán giả còn thưa thôi chưa bàn về nó. Lượt MV Lạc Trôi chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên, không chỉ làn sóng hâm mộ của Sơn Tùng mà tạo nên còn sự thưa thớt của những sản phẩm có sức hút tương tự đến từ các nghệ sĩ khác nhau.